À, chào các em, à, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu bài giảng tiếp theo của phần kinh tế chính trị, bài giảng online số 12, cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. À trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung à, cơ chế kinh tế và sự cần thiết phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý à, của nhà nước ở nước ta. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thứ ba là chúng ta tìm hiểu vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần một lớn là cơ chế kinh tế và sự cần thiết khách quan phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm cơ chế kinh tế. Thì cơ chế kinh tế là hệ thống những tác động có ý thức và có tổ chức của con người đến các hoạt động kinh tế. Những tác động này có những tác động này phản ánh các quy luật kinh tế khách quan, bảo đảm nền kinh tế có thể vận động và tái vận động theo những cái định hướng và mục tiêu đã xác định. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu sự cần thiết khách quan phải chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Vậy thì trước khi mà chúng ta thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước thì thời kỳ trước đổi mới, chúng ta duy trì một cái cơ chế kinh tế, đó chính là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp vậy thì những cái đặc trưng của cơ chế này như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bốn đặc trưng cơ bản thứ nhất nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu thông qua một cái hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh từ một trung tâm cái này nó có một cái hạn chế là à, khi mà một cái mệnh lệnh từ trên rớt xuống thì có thể là cái nội dung đó nó phù hợp với địa phương này nhưng lại không phù hợp với địa phương khác nhưng ở trong cái thời kỳ mà thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thì tất cả mọi địa phương mọi nơi trong cả nước thì đều phải thực hiện thông qua một cái mệnh lệnh chung nhất từ một trung tâm đó chính là nhà nước thứ hai là các cơ quan nhà nước can thiệp quá sâu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế nhưng mà khi mà xảy ra vấn đề gì thì họ lại không phải chịu trách nhiệm vật chất về những cái quyết định của mình đưa ra. Thứ ba là quan hệ hàng hóa tiền tệ chỉ mang tính chất là hình thức và thay vào đó là các quan hệ vật ví dụ như là nhà nước bao cấp hoàn toàn qua giá, qua tem phiếu, cơ chế cấp phát giao nộp cho nên là cái việc các chủ thể kinh tế đem hàng hóa ra thị trường bán thì nó cũng chỉ là một cái hình thức thôi bởi vì giá cả là do nhà nước quy định rồi. Thứ tư nữa là ở cái bộ máy quản lý nhà nước thì công cành nhiều cấp trung gian, ở quan liêu, cửa quyền, trì trệ và kém năng động, nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển kinh tế. Nhìn chung thì cái cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp trước đổi mới à, hơn 30 năm, à, khoảng 30 năm trước đổi mới, à, chúng ta có thể thấy là à, họ... Chúng ta có thể thấy là cái cơ chế đó cũng đã có những cái thành tựu rất là quan trọng, nhất là trong cái thời kỳ mà chúng ta à, còn có chiến tranh. Thì cái cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp đã giúp cho chúng ta làm tốt được cái công tác hậu phương quân đội, tập trung được sức người sức của cho tiền tuyến, xây dựng được một số những cái cơ sở công nghiệp nặng cho đất nước tuy nhiên thì bên cạnh những cái thành tựu mà cái cơ chế tập trung quan liêu bao cấp mang lại thì những cái hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng đặc biệt là sau khi chúng ta đã thống nhất sau khi chúng ta đã thoát khỏi chiến tranh thì cái cơ chế kinh tế này hoàn toàn nó không còn phù hợp nữa nó đã làm cho nền kinh tế lâm vào cái tình trạng là trì trệ khủng hoảng lạm phát hàng hóa thì khan hiếm, đời sống nhân dân thì gặp nhiều khó khăn, bội chi nhân ngân sách nhà nước thì ngày càng cao. Chính vì những cái hậu quả, những cái hạn chế như vậy, cho nên là đòi hỏi khách quan là cần phải đổi mới một cái cơ chế kinh tế khác phù hợp hơn